À, quý vị để ý, cái môn lễ Phật này rất đặc biệt. Dù là giờ này 12 giờ, chúng ta tu giờ này tới 1 giờ mấy. Thì quý vị thấy là nếu mà không phải môn lễ Phật này là chúng ta, những giờ này là mình sẽ ngủ gà, ngủ gặt. À. Dù như mình đi chung 20 phút thôi, nhưng mà nó hơi hôn chậm nhưng mà khi lễ phật là xong rất tỉnh lễ phật xong rất là tỉnh nên cái môn lễ phật này có thể áp dụng cho mọi người được một là gì rèn luyện sức khỏe hai là cũng dưỡng tâm luôn rất hay nghĩa là một cái môn mà áp dụng có thể rèn luyện sức khỏe dưỡng tâm thì cái này ai mà không cần quý vị ai cũng cần á phan nói tới chuyện giảng sanh gì đi rèn luyện sức khỏe dưỡng tâm cũng là quá hay vậy. quá hay có thể giờ này mà lễ phật mà tỉnh táo rất tỉnh nghe lễ xong rất tỉnh nên cái môn lễ vật này mà lễ đúng Phương Pháp là đặc biệt tuyệt vời Chứ thêm cái nữa là Chị bệnh nhân sống nè Chân đi yếu Lễ giết chân khỏe luôn Quý vị biết rằng là Lúc trước khi mà Những Đức mà Còn ở trong chùa Là Chia sẻ Phật Pháp nhiều Lúc đó Những Đức cũng khoảng Cũng 75kg như bây giờ nhưng mà quý vị biết rằng vị đi thấy nó nặng Đi nặng lắm Nhưng mà mấy tuần nay những đức lễ Phật suốt luôn Quý vị thấy rõ ràng Đi rất là nhẹ Hôm qua căng vẫn là 75 cái y nguyên Đó. Nhưng mà đi rất là nhẹ Thì ra rõ ràng Cái phương pháp lễ Phật này Giúp cho cơ thể rất là khỏe quý vị. Giúp cho cơ thể rất khỏe như Đức đã gần gũi rất nhiều người già Các cụ Một ngày lễ Phật bốn thờ Các cụ rất khỏe Và đó rất tỉnh táo Người già nhưng rất nhại Rất lanh Rất là vui Không phải như một số người già Ở ngoài đời khi họ không có lễ Phật Họ thấy họ ăn không ngon ngủ không yên Khó chịu Nên từ nơi đó mà những Đức nói cái môn lễ Phật này áp dụng rất hay người trẻ người già gì cũng hay hết rất đặc biệt nên với uh, lễ phật nó cũng dưỡng cái tâm mình ví dụ như uh, mình phát tâm buổi tối gì mình tu mình cũng cầu nguyện cho người sống được bình an cầu nguyện cho người mắc được siêu thoát nó. nên từ nơi đó mà mỗi một người mình mình có một cái tấm lòng gì đó nó là dưỡng tâm đấy vậy đâu mình tu tập mà mình có thể phát cái tâm như gọi là dưỡng tâm nên con người thì sống trong cuộc đời này ai cũng có sai nhưng cái quan trọng đặc biệt nhất của chúng ta là gì có thể tin nhân quả và cố gắng quay đầu sửa sai trong đạo Phật có câu nói rất hay quay đầu là bờ nên những đức thường nói câu rằng là không sợ người làm sai chỉ sợ người không dám sửa sai khi mình phạm phải điều sai lầm. Khi mình sửa sai về sau mình còn cực kỳ vững chắc nữa. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên á những đức cùng quý vị chúng ta có duyên gặp pháp môn niệm Phật. Trong cái cuộc đời này mấy mươi năm nó rất là ngắn ngủi. Những đức thường nói rằng là nhớ hôm nào mình lên thành phố chỉ mới có một thanh niên 18 tuổi thôi. Giờ nhà Đức đã 43 tuổi. Lên quay tới Tết năm nay 44 tuổi. Thời gian qua rất là mau. Cuộc đời con người chúng ta ngồi đây cũng vậy nó qua rất mau quý vị ạ. Và chúng ta qua bao nhiêu cái thăng trầm trong cuộc đời. Cái thuận và cái nghịch. Nó đều là những bài toán để cho bản thân mình lý giải. Nên trong đầu Phật có câu nói rất hay khi mê thì thầy độ ngộ rồi tự độ Đức Phật thì nói câu là này các con hãy tự đốt đúc mà đi à. có nghĩa là chúng ta bị mê hoặc điên đạo trong cái dòng lãng quẳng. thì người thầy giảng đạo chỉ có chỉ mình phương hướng thôi chỉ mình phương hướng để giúp mình gỡ những cái dòng lãng quẳng nó ra và hướng đến giải thoát. Dù một ngày nào không có người thầy đó đi chắc, thì chúng ta đã hiểu rồi. Thì mọi người chúng ta phải tự đi. Phải như kỹ điều này. Nó nói là khi mê thầy độ ngộ rồi tự độ. Ngộ là mình đã biết rồi. Biết rồi. Giống như nhiều người mình lúc trước mình chưa biết pháp môn tịnh độ, mình không biết niệm Phật. Mình không biết phương hướng để mà cầu sanh cực lạc Đấy không? còn bây giờ mình đã biết con đường này rồi mình đang ngộ là hiểu rồi bây giờ bản thân mình phải tự cố gắng không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình đó quý vị à như kỳ nên chúng ta té chỗ nào thì chúng ta đứng ngay chỗ đó không thể nào mà nằm vẹp được một con người ngày hôm nay té chưa hẳn họ thất bại cái thất bại nhất của họ là gục ngã tại chỗ nên con người cứ nhắc mình chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi trong cuộc đời mình phải nỗ lực hơn nữa mình phải cố gắng hơn nữa những gì làm thiện làm tốt được thì cố gắng cái cố gắng đặc biệt nhất của chúng ta là gì dưỡng tâm bằng cách nào niệm phật niệm phật từ một câu vật hiệu này đối với cha mẹ thì hiếu thảo Đối với mọi người thì chân thật Mình không có tâm hại người khác Như kỳ Nhưng Đức Giảng nói câu cũ Chúng ta không có tâm hại người khác Nên lúc trước Diễn Đức thường nói câu nói rằng là Đừng đòi hỏi công bằng Hãy tin sâu nhân quả Nhớ nha quý vị Rất nhiều người Chúng ta học Phật nhưng chúng ta bị phiền não Nói đây là nói người học Phật luôn đấy. Chứ đừng nói người không học Phật Người học Phật vẫn bị phiền não Vì sao? Vì chúng ta chỉ nhìn cái trước mắt mình để đòi hỏi công bằng Mà mình không hiểu được định luật nhân quả thông ba đời Con người đến với nhau thuận rồi nghịch Giống như đi trên đoạn đường có lúc bằng Có lúc thì Chúng ta gặp một con đường ổ gà vậy. Hiểu chứ? Nên từ nơi đó phải tin nhân quả Đừng đòi hỏi công bằng Phải tin sâu nhân quả cái công bằng nhất là thuận nghịch phải tin nhân quả là công bằng nhất. Khi hiểu được nguyên lý này quý vị học Phật sẽ ít bao giờ bị phiền não lắm. Ít bị phiền não lắm quý vị ạ. Nên á có khi mà trong thời điểm này những đức thường ngồi và nhìn lại khoảng đường mình đã đi qua. Có người mình sống tại sao mình có thể trưởng thành quý vị? Vì chúng ta có thể ngồi và nhìn lại những thời gian mình đã đi qua mình đã làm những thứ này thứ kia thứ nọ nhiều việc cuối cùng chúng ta tích lũy được cho mình cái gì của cái bản thân mình đã học phật nên từ cái góc độ đó giúp chúng ta rất là nhìn thấu quý vị rất là nhìn thấu nên mình sẽ ít bao giờ bị phiền não và chúng ta sẽ vững chắc con đường đi của mình lắm rất vững chắc con đường đi của mình Tại vì mình đã hiểu rồi quý vị, vị à. Trong cái thuận cũng giúp mình Mà trong cái nghịch cũng giúp mình Từ đây về tới thế giới cực lạc Chúng ta không thể nào cầu thuận được đó quý vị, vị Đại lão ở à, Thượng Tịnh Không Ngày giảng thuyết này nói rằng là Chúng ta về thế giới cực lạc Thì giống như qua sen mọc từ trong lửa ra vậy đó. Mà cái lửa đó là lửa ngũ dục lục chằn Ở cõi này nè Mà chúng ta từ trong cái lửa đó Bao nhiêu nghịch cảnh nghịch duyên mà chúng ta cũng phải niệm Phật. Bao nhiêu lời khen, lời chê. Ở trong đó chúng ta không bị dính vào. Mà chúng ta vẫn phải niệm Phật. Vậy là trong cái lửa ngũ dục lục trần. Quý vị đã ngộ rồi thì quý vị tự mà cố gắng niệm Phật. Cố gắng mà tu tập. Duy trì được cái tâm niệm Phật của mình. Duy trì cái tâm niệm Phật của mình. Thường là chúng ta nghe đầu nào chúng ta cũng bị tấp vào nên viết rồi chúng ta mắc phương hướng nếu như chúng ta có góc độ nghe có một góc độ chuẩn xác thì bản thân mình tu học nhất định sẽ không bị lạc lối chắc chắn như bị lực bị, bị hiểu không nên mình mọi người phải duy trì mình niệm phật tin nhân quả càng tu học càng dễ tính không buồn dặn người khác để trong tâm thật sự bản thân những đức sống những đức được một cái tính là nhiệt tình những đức rất là nhiệt tình đối với tất cả con người dù mình như thế nào mình cũng duy trì cái tâm này và có thấy mình bị thiệt thòi không quý vị không không có thiệt thòi Nhớ kỹ chúng ta không có thiệt thòi vì sao vì tin nhân quả mà thiệt thòi gì chúng ta tin nhân quả không có thiệt thòi nên những đức gỡ lời đến với tất cả những người chúng ta đã từng quen biết quý vị cái yên tâm về cái việc nhận đức bản thân nhận đức là một người sống từng khổ quá quý vị nên đứng lên được té được và đứng lên được và té được và cũng có thể đứng lên được tiếp tục tại vì sao vì có người này rèn từ trong cái khổ mà đứng lên từ trong cái hư mà đứng lên Họ có hư nữa Họ cũng đứng lên Tiếp tục Tại vì sao Vì những đức Từ trong cái khó Mà đứng lên Nên những người Chúng ta đã có duyên gặp nhau Duyên bản thân những đức Quý vị không cần Phải lo đến Tại vì sao Vì cuộc sống những đức Rất là ổn định Không có sao cả Mình là người niệm Phật mà quý vị Giống như là Chăng thật niệm Phật Có Phật sắp xếp quý vị Mình cứ yên tâm Thấy không nên có những người thí dụ như người ta muốn tặng những đức cái này người ta muốn tặng những đức cái kia người ta muốn qua trung gian người này người nọ để người ta gỡ tặng những đức cái này tặng những đức cái nọ quý vị cái yên tâm những đức hiện tại như vậy là thấy nhẹ nhàng nhất hiện tại mình hiện tại không có gì hết rất là nhẹ nhàng nên tấm lòng đó mình rất biết ơn có nghĩa là từ bây giờ và cả cuộc đời những đức sẽ cố gắng niệm phật cố gắng tu tập dù trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng quý vị và những đức cũng khuyên quý vị là chúng ta phải như vậy trong thuận nghịch gì mình cũng phải cố gắng mình phải niệm phật mình phải tu tập nhất là những cái cái giờ mình tu này nó lắng động tâm quý vị à nó lắng động tâm giống như những người cũng có tâm huyết mấy giờ này mình vô mình tu nên từ nơi đó mà mình nhớ kỹ là cuộc đời mình sẽ đi qua rất là mau trong cuộc đời này vì nhìn ở ngoài miền ngoài bão tố như thấy không vất vả khổ cỡ nào chưa chúng ta giờ này đang được ngồi đây bình yên để niệm phật chúng ta nghĩ bao nhiêu con người đó mình thấy thương tâm nên khi những đức đi ra khỏi chùa những đức có chút đỉnh những đức đều gỡ tặng cho họ Thật sự Gỡ tặng cho họ hết Tại vì sao Lương tâm mình sẽ thấy rất nhẹ nhàng vị. Dù mình không đi đâu hết Nhưng mình gỡ tặng cho họ hết Cái lương tâm mình nó rất là nhẹ nhàng quý vị Thật sự Một miếng khi đói bằng một gói khi no mà Con người với con người với nhau Cả đời mình cứ sống như vậy Thì lương tâm mình thấy nó nhẹ lắm Đừng bao giờ có những cái tâm Thủ đoạn để hại người khác Tại vì mình học Phật mình đã tin nhân quả vậy. Đừng có tâm thủ đoạn để hại người khác. Quý vị lúc bình thường nghe những đức nói chuyện quý vị nghe rõ ràng. Con người có thể khen mình đưa mình lên rất là cao. Thì đến lúc nhân quả đến với mình thì cũng hạ mình xuống rất là thấp. Con người có thể trước mắt là có tất cả. Nhưng có khi cũng sẽ mất hết tất cả. Tất cả những thứ này đều là những cái vô thường Mà bản thân chúng ta phải được sự trải nghiệm Được mắt Đó là vô thường Để trải nghiệm trong cái vô thường đó Để bản thân mỗi người chúng ta Mình thật sự có phát nguyện cầu sanh cực lạc hay không? Có khi giây phút này lại là giây phút đặc biệt nhất Của cuộc đời những đức Có nhiều người thì cho rằng những đức bị thiệt thòi Nhưng quý vị biết đây là giây phút thì quan trọng nhất của cuộc đời những đức này chứ không phải là thiệt thòi vì sao vì những giây phút này mới là giây phút thật sự những đức muốn về cực lạc tại vì nhìn được vô thường quý vị nếu như cái duy trì những giây phút lúc trước thì chưa chắc dù quý vị biết thế gian pháp thì giống như những đức rất đặc biệt được tung hô đủ dữ dằn lắm nhưng mà cái việc mà để mà niệm phật giảng sanh thì chưa chắc quý vị đã biết qua những đức hướng dẫn quý vị niệm phật nhưng mà để dụng công thì mỗi ngày tu với đại chúng thì rất ít. Làm việc rất nhiều. Nhưng mà môn niệm Phật này thành tựu là từ ngay niệm Phật để dưỡng tâm. Lễ Phật để dưỡng thân. Từ nơi đó mà bây giờ mới là những lúc mà bản thân những đức được tu tập. Có thời gian tu tập. Và tự nhiên nhìn được cái vô thường, cái thận nghịch. Nhìn được cái vô thường của cái thương và ghét. Nhìn được vô thường rõ ràng luôn. Rồi từ nơi đó mà cái tâm mình sẽ vững chắc và cố gắng đứng lên để mà tu tập. Nên chúng ta ở nơi nào cố gắng tu ở nơi đó. Có nghĩa là cuộc đời như Đức Từ bây giờ giống như để cho Phật sắp xếp đi. Quý vị khắp nơi nơi Phật tự yên tâm. Khi mình để cho Phật sắp xếp thì cái cách Phật sắp xếp cực kỳ khéo, cực kỳ hay. Còn nếu như mình danh làm thì Phật không có sắp xếp được Nên mình để cho Phật sắp xếp Bản thân mình cố gắng niệm Phật Nên nó bị yên tâm Thật sự khỏi cần phải lo gì cả Bản thân những đức. Có một hai anh em còn trẻ không mà Không đến nỗi mà gọi là Không có cơm ăn áo bạc đâu quý vị à Thật sự luôn Yên tâm đi Không cần phải lo còn trẻ này chỗ che mưa che nắng quý vị không cần phải nghĩ đến tính lúc phật sắp xếp tự nhiên mình sẽ có chỗ đàng hoàng cho mình ở tu tập cả cuộc đời mình chịu tu hay không mới là cái quan trọng nên quý vị biết con đường như đức bây giờ là rõ ràng hình thành của mười mấy năm may mắn như đức ở một nơi đó quý vị nhờ như đức ở đâu ở được một chỗ ở đâu ở một chỗ những đức không đi chơi ở đâu hết nên bây giờ như đức mới ở một nơi được nè Vậy thấy không? Cái duyên đúng là Phật sắp xếp tự đầu Nếu như mà những đức ở trong chùa mà nay đi đầu này, mai đi đầu nọ thì bây giờ làm sao mà những đức ở một nơi tu quý vị, tu này đây. Mỗi ngày sao những đức tu râm quý vị được. Nên nhờ rèn những đức ở một chỗ được bây giờ những đức mới ở trong một căn phòng được nè. Nên mỗi ngày mới tu râm quý vị được thì nhìn từ chỗ này thì mình thấy rõ ràng Phật đã sắp xếp cho mình. Nên bản thân những đức cố gắng Quý vị cũng cố gắng vị khỏi cần lo nghĩ gì những đức những đức rất là khỏe sức khỏe rất là tốt mấy chú thì còn rất là trẻ một hai chú ăn thú gì đó cái chuyện cơm ăn áo bặn thì không cần phải suy nghĩ đến đâu thật sự nó không cần phải suy nghĩ đến đâu nên mỗi một người phải cố gắng niệm phật và lo tu tập thôi không cần lo nghĩ đến có nhiều người mà khi mà mà những đức thấy coi những công đoạn của người ta đưa lên thấy mà bình luận có những người buồn có những người khóc đừng có nên làm gì niệm Phật đi, cứ niệm Phật đi, không cần buồn, không cần khóc, chi cho nó mệt. Chúng ta phải tin nhân quả chứ. Cái quan trọng là quý vị mừng cho những đức là bây giờ những đức buông xuống được nè. Thật sự mà tự nhiên kêu những đức buông mấy ngôi chùa buông cái cụ dài sao những đức buông được đây? Đó. Đến lúc nhân viên như vậy thì không buông cũng phải buông, phải không? Không buông cũng phải buông. Dù biết rằng mình rất là thương cái cụ khi mình rất là nhớ cái cụ. Thật sự mến tay mến chân lo lắng làm gì không thương nhớ quý vị Chắc chắn là phải thương nhớ Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy thôi Trong một gia đình người thân của mình cũng vậy thôi Khi mình xa nhau nhất định mình cũng phải thương nhớ thôi quý vị Nhưng mà có những cái thật sự Mình ngồi mình suy nghĩ thật là kỹ Dù có thương nhớ cỡ nào Thì xa cũng phải xa Hiểu được nguyên lý này rồi mình mới nhìn thấu Mình mới buông xuống được Chứ không phải giỡn đâu Nhưng như Đức rất là thương yêu đại chúng Cũng thương yêu quý vị Nhưng mà bây giờ chúng ta phải xa nhau là xa nhau à nên bây giờ chúng ta phải chăng thật niệm Phật để về thế giới cực lạc gặp nhau á. Nó mới là đặc biệt. nên thường những thường đức nói chuyện thường chọc cái bị vui lắm. Thường thấy thích người ta thích. Làm sao cho người ta vui vậy? Chọc cho người ta cười vui gì như đức thường nói. Một nụ cười bằng 10 tháng thuốc bổ. Nhưng bây giờ chúng ta nên lắng động tâm lại Không phải là như lúc trước mà nghe nói chuyện rồi bắt đầu cầm quạt cầm hình đồ quơ quá trời luôn từ đây về sau cái việc này chúng ta chấm dứt có nghĩa là chúng ta phải bình tĩnh và lắng động tâm lại tại vì cuộc đời từ đây tới ngày về thế giới cực lạc chúng ta còn gặp rất nhiều sự trở ngại chúng ta nếu không vững chắc cái tâm không bình tĩnh cái tâm thì bản thân mình có khi mình đi gục ngã giữa chừng thất bại nên mỗi một con người phải phát tâm cực kỳ mạnh để trong cái thuận cái nghịch trong cuộc đời bản thân mình phải vượt qua thận không dính mắt, nghịch không buồn phiền. Có khi cái vô thường đến với mình rất là bất tử quý vị. Hôm nay chúng ta rất là đầy đủ và hạnh phúc, biết đâu ngày mai chúng ta sẽ mất tất cả và mất hết hạnh phúc. Trong cuộc đời này quý vị phải tin 100% có những gì sẽ đến với mình bất chợt như vậy. Quý vị thấy những đứa giống như từ trên trời rớt xuống như vậy đâu. rồi cũng phải đứng lên và tiếp tục mà đi chứ gì sao? Thấy không? Nên rồi mọi người ai cũng vậy hết hạnh phúc gì niềm vui gì buổi tiệc nào cũng phải tan. buổi tiệc nào cũng tan cả nên từ nơi đó quý vị có về chùa cho những đức gửi lời thăm các cụ gửi lời thăm các cụ những đứa rất khỏe các cụ cứ yên tâm những đức rất là khỏe các cụ cứ yên tâm thật sự mấy bà cụ cũng rất là thương những đức chứ không dẫn đâu tại vì những đức rất là thương các cụ mình thương người ta người ta sẽ thương mình là quý vị một trăm phần trăm đó mình thương người ta người ta thương mình mình thương người ta bằng cả tấm lòng thì người ta cũng thương mình bằng cả tấm lòng thôi nên nói các cụ những đức rất là khỏe các cụ cứ yên tâm bây giờ những đức tu tập được có thời gian tu tập được không cần phải lo nghĩ nhiều thứ như lúc trước nữa nên các cụ cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe lo niệm phật cho tốt biết ơn quý thầy lo lắng cho mình quý những đức là biết ơn quý thầy lo lắng cho mình các thầy tiếp nói để nuôi mình đó mới là quý nhân đức Tại vì người ta lo cho mình Mình cảm ơn người ta Chỉ thôi Giống như những đức được đến nhà người ta ở Những đức cảm ơn người ta Cảm ơn người ta Nên từ nơi đó bản thân mình cảm ơn người ta Bằng cách nào mình cố gắng niệm Phật Cố gắng tu tập Bây giờ chỉ có gì thôi quý vị à Nên nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị Mọi người sống trong cuộc đời này Cái thuận cái nghịch Quý vị đều phải niệm Phật Và cái tâm quyết của mình là đời này Phải về thế giới cực lạc để gặp nhau Chúc quý vị an lạc Ai rafa. Ai rafa.